Thiện nam tử ví như kim cang, người chẳng biết châu báu thì không biết được công năng và tác dụng của nó. Kim cang Bồ Đề Tâm cũng là như thế, người chẳng biết Phật pháp thì không biết được công năng và tác dụng của nó. Thiện nam tử ví như kim cang không thể tiêu diệt được, kim cang Bồ Đề Tâm cũng là như thế, tất cả các pháp không thể tiêu diệt được. Thiện nam tử như cháy kim cang, các đại lực sĩ đều không thể cầm được, chỉ trừ đại lực sĩ có sức đại na la diên. Kim cang Bồ Đề Tâm cũng là như thế, tất cả hàng nhị thừa đều không thể cầm được, chỉ trừ Bồ Tát có thiện lực kiên cố, nhân duyên rộng lớn. Thiện nam tử như chút kim cang có thể phá hoại được tất cả các vật, kim cang Bồ Đề Tâm cũng là như thế, và chút cảnh giới liền phá trừ hết tất cả vô tri các hoặc, tức cũng là vô minh phiền não mê hoặc, hoặc có thô hoặc, kiến tư hoặc, có tế hoặc, trần sa hoặc, có vi tế hoặc, vô minh hoặc, đến được bậc Bồ Tát đẳng giác rồi vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa phá được. Nếu phá được thì đạt đến bậc diệu giác, tức là Phật vị, trụ ở trong cõi thường tịch quang tịnh độ. Thiện nam tử ví như kim cang, chẳng phải phàm phu có thể đắc được. Kim cang Bồ Đề Tâm cũng là như thế, chẳng phải chúng sinh ý chí hạ liệt đắc được. Thế nào là ý chí hạ liệt? Tức là chẳng có trí nguyện lớn, chẳng có tâm đại bi, tâm lượng hẹp hòi, không thể tha thứ cho người. Ý chí hẹp hòi thì không thể trợ giúp người. Thiện nam tử ví như kim cang, người chẳng biết châu báu thì không biết được công năng và tác dụng của nó. Kim cang Bồ Đề Tâm cũng là như thế, người chẳng biết Phật pháp thì không thấu hiểu được công năng và tác dụng của nó. Thiện nam tử ví như kim cang không thể tiêu diệt được nó, kim cang Bồ Đề Tâm cũng là như thế, tất cả các pháp không thể tiêu diệt được Bồ Đề Tâm. Thiện nam tử ví như chảy kim cang, hết thảy đại lực sĩ đều không thể cầm dơ lên được, chỉ có đại lực sĩ có đại na la diên kiên cố. Kim cang Bồ Đề Tâm cũng là như thế, tất cả hàng nhị thừa đều không thể cầm được, chỉ trừ Bồ Tát có thiện lực kiên cố, nhân duyên rộng lớn mới cầm lên được. Thiện nam tử ví như kim cang, tất cả các vật không thể phá hoại được kim cang, mà kim cang phá hoại được tất cả các vật, mà thể tánh của kim cang không tồn giảm. Bồ Đề Tâm cũng là như thế, khắp ở trong vô số kiếp ba đời giao hóa chúng sinh tu hành khổ hạnh, những điều mà thanh văn duyên giác không làm được mà Bồ Tát làm được, nhưng rốt ráo không mỏi nhàm, cũng không tồn giảm Bồ Đề Tâm. Thiện nam tử ví như kim cang, chỉ có đất kim cang mới giữ được, những thứ khác không thể giữ được. Bồ Đề Tâm cũng là như thế, thành phần duyên giác đều không thể giữ được, chỉ trừ người hướng về nhất thiết trí. Thiện nam tử như chậu kim cang không có nứt nẻ, không có nứt mẻ, dùng để đựng nước thì nước vĩnh viễn không bị rò rỉ chảy vào đất. Chậu kim cang Bồ Đề Tâm cũng là như thế, đựng nước cằn lành thì vĩnh viễn không bị rò rỉ, khiến cho vào các loài. Thiện nam tử ví như kim cang, tất cả các vật không thể phá hoại được kim cang, mà kim cang phá hoại được tất cả các vật, mà thể tánh của kim cang không tồn giảm. Tại sao? Vì kim cang kiên cố. Bồ Đề Tâm cũng là như thế, khắp ở trong vô số kiếp ba đời giáo hóa tất cả chúng sinh tu hành tất cả khổ hạnh, những điều mà thành văn duyên giác không làm được. Chẳng những Bồ Tát làm được mà còn rốt ráo không mỏi nhàm, cũng không tồn giảm Bồ Đề Tâm. Tại sao? Vì Bồ Tát hay tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, tư tưởng và hành vi của nhị thừa thì ngược lại, tông chỉ của họ là tự giác chẳng giác tha, tự độ chẳng độ tha, tự lợi chẳng lợi tha, cho nên gọi là tự liễu hạn hán. Thiện nam tử ví như kim cang, chỉ có đất kim cang mới giữ được, những thứ khác không thể giữ được. Đất kim cang hay sinh ra tất cả kim cang, Bồ Đề Tâm cũng là như thế, thành phần duyên giác đều không thể giữ được, chỉ trừ người hướng về nhất thiết trí mới giữ được. Thiện nam tử như chậu kim cang không có nứt mẻ, dùng để đựng nước thì nước vĩnh viễn không bị rò rỉ chảy vào đất. Chậu kim cang Bồ Đề Tâm cũng là như thế, đựng nước cân lành thì vĩnh viễn không bị rò rỉ, khiến cho vào trong sáu loài. Thiện nam tử ví như kim cang tế hay giữ gìn đại địa, chẳng khiến cho sụp đổ. Bồ Đề Tâm cũng là như thế, hay giữ gìn tất cả hạnh nguyện Bồ Tát, chẳng khiến cho sụp đổ vào trong ba cõi. Thiện nam tử ví như kim cang ở lâu trong nước, chẳng dã, chẳng ướt. Bồ Đề Tâm cũng là như thế, ở trong nước, sinh tử, nghiệp hoặc tất cả các kiếp mà không hoại, không đổi.
Thiện nam tử ví như kim càng tất cả các thứ lửa, không thể đốt cháy được, không thể khiến cho nóng được. Bồ đề tâm cũng lại như thế, tất cả sinh tử, lửa, các phiền não không thể đốt cháy được, không thể khiến cho nóng được. Thiện nam tử ví như trong 3.000 thế giới trên tòa kim cang, có thể giữ được chư Phật ngồi nơi đạo tràng hàng phục các ma thành đẳng chánh giác. Chẳng phải các tòa khác có thể giữ được tòa bồ đề tâm, cũng lại như thế, có thể giữ gìn tất cả hạnh nguyện, Bồ Tát, các ba la mật, các nhẫn, các địa, hồi hướng thọ ký, tu tập pháp bồ đề trợ đạo, cúng dường chư Phật, nghe pháp thọ trì, thực hành tất cả các tầm khác không thể giữ được. Thiện nam tử ví như kim càng tế hay giữ gìn đại địa chẳng khiến cho sụp đổ, bồ đề tâm cũng lại như thế, hay giữ gìn tất cả hạnh nguyện Bồ Tát chẳng khiến cho sụp đổ vào trong ba cõi. Thiện nam tử ví như kim càng ở lâu trong nước thời gian dài mà cũng chẳng rã, cũng chẳng ướt, bồ đề tâm cũng lại như thế, ở trong nước sinh tử nghiệp hoặc tất cả các kiếp mà cũng không hoại, cũng không biến đổi. Thiện nam tử ví như kim càng, tất cả các thứ lửa không thể đốt cháy được, không thể khiến cho nóng được. Bồ đề tâm cũng là như thế, tất cả sinh tử và các lửa phiền não không thể đốt cháy được, không thể khiến cho nóng lên được. Thiện nam tử ví như trong 3.000 đại thiên thế giới trên tòa kim cang, có thể giữ được chư Phật ngồi nơi đạo tràng, hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo, thành tựu chánh đẳng chánh giác, chẳng phải các tòa khác có thể giữ được. Tại sao? Vì chẳng có sức lực, chẳng cách gì chịu đựng được. Tòa bồ đề tâm cũng lại như thế, có thể giữ tất cả hạnh nguyện Bồ Tát, tất cả pháp ba la mật, tất cả các pháp nhẫn, tất cả pháp các địa, tất cả pháp hồi hướng, tất cả pháp thọ ký, pháp tu tập bồ đề trợ đạo, cúng dường chư Phật, nghe pháp thọ trì thực hành, tất cả các tâm khác không thể giữ được. 17 dụ này nhiếp công đức của bậc đẳng giác. Bậc đẳng giác kiên cố quang minh sắc bén như kim cang, cho nên dùng kim cang để ví dụ. Công đức của đẳng giác và công đức của diệu giác khác nhau chút ít mà thôi.